Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mẫu micro mini phát livestream playbook. Một micro này ký hiệu nó là ATK10. Thì mà cái bộ micro này là mini á, thì nó tích hợp sẵn cái sao cạc cho mình luôn và có chế độ auto tune luôn. Đó. Bây giờ mình mua về một cái bộ của nó thì nó có gồm có cái hộp và cái túi da để đựng phụ kiện. Cái này là cái bộ của nó là tên là ATK10 nha các bạn, ATK10. Rồi, cái bộ da của nó, bên trong phụ kiện nó có nó là kèm thêm một cái remote điều khiển. Remote để mình làm mình chỉnh nè. Đây. Rồi. Bên trong túi của nó thì có kèm theo dây tai nghe. Rồi dây livestream. Dây tai nghe livestream. Cái dây tai nghe của nó dài lắm nha các bạn, dài tới mấy mét luôn. Rồi, cái dây này dây kết nối để mình livestream Facebook nè. Cái dây cáp sạc, khi nằm hết pin mình cắm mình sạc. Rồi, bên trong cái micro của nó có đựng một cái túi giải micro của nó. Này, micro của nó đơn giản thôi. Này. Cho các bạn xem qua nha. Rồi. Nó có tặng kèm thêm một cái cặp pin để trong cái remote. Cái loại micro này thì nó có tích hợp sẵn cái Bluetooth. Khi nào mình xài á, mình xài thì mình bật cái điện thoại mình lên, mình kết nối Bluetooth mình hát. KT. Cái chui của nó nè các bạn, ở phía sau của nó. Để mình bắt nét nha. Đây, phía sau của nó đây. Phía sau của nó là có cái dây ghim tai nghe. Rồi ở chính giữa là cái cổng sạc. Rồi cái dây cái lỗ bên đây á, là mình cắm để mình livestream. Nó chỉ đơn giản thôi. Cái remote điều khiển thì nó có chế độ nó bật nhiều chế độ, ví dụ là giả giọng ông già nè, giả giọng ông già, rồi giả giọng em bé, giả giọng tiếng cười y như cái V8 của mình đó. Các bạn có xài qua cái V8 thì các bạn biết là nó có nó có chế độ autotune đó, hát rồi giọng em bé nè, rồi tiếng vỗ tay này, tiếng nhạc này, tiếng hung nè, y như cái V8 của mình vậy đó. Rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ cái dây này nè, để mình kết nối mình livestream Facebook. Ví dụ mình không có livestream á thì mình ghim vô cái điện thoại để mình quay phim. Một chút xíu nữa mình sẽ thử âm thanh của cái micro này cho các bạn xem nha. Thì mình ghim cái dây này là nếu mình livestream trên Facebook á, thì cái chui này á, chui này thì mình ghim vô cái máy livestream Facebook. Còn nếu mình không livestream á, mình quay lại y như mình đang quay nè, rồi lấy cái chui này mình ghim vô cái điện thoại mình đang quay, thì cái âm thanh của mình, tiếng hát của mình, âm thanh nhạc nó sẽ thu vô cái máy mình đang quay phim, rồi mình lưu lại, sau đó mình đăng lên Facebook hoặc mình đăng lên YouTube đều được hết đó. Hoặc là mình livestream trực tiếp luôn, livestream trực tiếp. Rồi, cái lỗ bên đây là mình ghim tai nghe. Ghim tai nghe, đây, nó có ghi nè, ghim tai nghe. Đấy, ghim tai nghe, thì mình ghim tai nghe vô mình thu âm mình hát.
nó chỉ đơn giản thôi. Một chút xíu mình sẽ thử cái âm thanh qua cái chế độ, hai cái chế độ, khi nào mình chút mình ghim vô cái âm thanh đó rồi mình bấm từng mấy nút này cho các bạn xem ha. Mấy cái nút này là nè, mình làm bấm, ví dụ nó có hai chế độ hát, chế độ auto-tune có nghĩa là nó bẻ giọng á, mình hát thì nó bẻ giọng cho cái mình, thì cái V8 nó sao nó như vậy. Rồi mình chuyển qua cái chế độ bình thường KTV á thì nó hát theo chế độ bình thường. Cho nên một chút xíu mình thử hai cái chế độ này cho các bạn xem. Bây giờ cái giọng nói của mình là cái giọng bên ngoài bình thường, một chút xíu nữa mình ghim vô cái micro thì mình sẽ biết được cái âm thanh của cái micro này. Rồi micro này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn có hay mua cái loại mà C7 nè, C12, những loại micro mini giống vậy nè, thì cái loại đó nó không có, C7 á, là cái loại nó không có cái kết nối Bluetooth, rồi nó không có cái remote, rồi nó không có cái chế độ auto-tune, mà âm thanh nó không hay bằng này. Cái này mình ghim tai nghe vô âm thanh rất là đã, nghe đã luôn, tiếng hát của mình rất 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 là lớn luôn đó. Cho nên cái giọng mà người nào mà có cái chất giọng sẵn rồi, chất giọng hay rồi, sẵn rồi á, thì hát cái micro này rất là hay. Nhưng mà mình á, mình chỉ thử mình test âm thanh thôi, cho nên cái giọng của mình hát nó không có hay. Cái giọng mình hát không hay, dù micro nó hay cỡ nào cái giọng mình nó cũng không hay, tại vì cái chất của mình, cái giọng của mình nó không hay. Cho nên cái micro này á nó hút âm rất là mạnh, âm thanh rất là lớn luôn. Cho nên người nào mà có sẵn cái giọng á, cái giọng hơi hay chút xíu á, là hát cực kỳ hay luôn nha, hay lắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ ghim, mình test âm thanh của cái máy này nha. Alo. Rồi, mình kết nối cái micro được rồi nha các bạn. Chỉ cần mình lấy cái dây này là mình ghim vô cái điện thoại mình quay á, là nó sẽ vô cái âm thanh. Hoặc khi mà mình livestream Facebook, cái tiếng này nó vang đúng không? Nó vang ở đây có cái remote nè, mình chỉnh thành chế độ KTV. Đấy, KTV. Để mình chỉnh thử một hồi. Đấy. Mình chỉnh theo chế độ mà echo gì nè, là nó bớt vang lại, nó ít vang lại nè. Còn cái chế độ ở dưới đây nè, Eli gì nè, là nó chế độ auto tune, nó bẻ giọng như cái V8 mình hát. Rồi cái này mình rồi mình bấm thử mấy cái chức năng này cho các bạn xem nha. Chức năng này mình chỉnh thử cho các bạn xem nè. Alo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Cái chức năng bên đây mình bấm nó hình như nó cũng y nguyên. Ở bên đây mình chỉnh thử cái bên đây nha. Chị, nói này, cái giọng khác. Rồi, chuyển qua đây. Nghe ngồi, ông già. Ở dưới đây, ở dưới đây. Nó cười cái hót hồn. Bên đây. Alo 1, 2. Alo 1, 2. Chỉnh bên đây. Mình chỉnh bên đây thì nó trở lại bình thường nha. Mình cấm KTV. KTV là nó chế độ lại bình thường. Nó không có còn bẻ giọng giọng nha. Còn mấy cái chức năng ở dưới đây này, chức năng remote ở dưới đây ấy, thì nó chỉ là mình mua về á, mình bấm thử nha. Mấy chức năng này nó chỉ lập nhạc thôi, làm tiếp cái lỗ tai thôi, chả gì. Đó, chức năng mà bấm cái này là mấy cái chức năng nhạc thôi. Mình mà muốn cho người ta cười á thì mình bấm chức năng này. Đó. Bây giờ mình sẽ hát thử một khúc một chế độ bình thường. KTV là chế độ này là chế độ hát bình thường. Rồi một khúc là chế độ auto-tune.
Cái remote, cái micro này á, mình kết nối nhạc qua cái Bluetooth nha, bật Bluetooth lên từ cái điện thoại của mình á. Từ cái điện thoại mình bật Bluetooth lên thì mình kết nối của nó. Bây giờ mình chuyển hình tới độ Pay TV đi, là chế độ bình thường. Chế độ bình thường mình hát thử nha. Vàng cây lá bay đổi tay gây buồn mang suy tư về. Này đôi mắt nhung kêu xa môi mềm tìm đến cơn mê. Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng. Em có nghe đó là chế độ bình thường. Bây giờ mình bật cái chế độ bẻ giọng mình hát thử nghe. Mình chuyển qua chế độ bẻ giọng nha. Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân tình mà ký thơ mong chờ. Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắng đỏ. Năm tháng xa vời đời có vui với ai mà áo xanh quen màu thương mối ân tình xưa. Hát dở quá nó cười nha. Đó nó hai chế độ hát bình thường và chế độ autotune như cái V8. Mình tắt lại KTV là nó nói là bình thường, nó không có vang này. Rồi hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái micro mini nhỏ gọn, đơn giản, dễ hát, dễ sử dụng. Không có cần cầu kỳ như cái nguyên bộ của V8 và cái micro bự á, mình về mình không biết kết nối thì nó hơi rắc rối chút xíu. Còn mình muốn đơn giản, mình hát chơi cho vui hay mình livestream Facebook á, thì mình mua mình cái micro nhỏ này là được rồi, đơn giản, dễ sử dụng. Đó, vậy mình hát từ quay phim mình đăng lên YouTube cũng được rồi, hay mình livestream lên Facebook cũng được. Đó, nếu mà mình có chất giọng mà hay, chất giọng hay một chút xíu thì cái micro này nó hát hay nha. Nó hút vào cái âm thanh nhạc rất rất là hay luôn. Tại do cái giọng của mình nó không hay cho nên mình hát thì nó cũng không hay chứ sao. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Khi có những cái clip đọc hay những cái mà món mới thì nó sẽ báo cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn. Các bạn mà hay thắc mắc những cái gì á, thì các bạn cách Zalo mình tư vấn cho nha. Zalo mình có để số điện thoại ở phía phần chi tiết. Rồi, cảm ơn chào các bạn.